Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, chiều qua áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía đông của Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Noru. Hiện tại cơn bão Noru này có cường độ mạnh cấp 8 và đang di chuyển chủ đạo theo hướng tây. Khả năng đến khoảng tối và đêm mai 25 tháng 9, nó sẽ vượt qua khu vực đảo Luzon Philippines và đi vào biển Đông, trở thành cơn bão số 4 ảnh hưởng đến nước ta trong mùa bão lũ năm nay. Với diễn biến như vậy, thì từ chiều và tối mai trở đi, ở khu vực phía đông vùng biển Bắc và giữa của Biển Đông sẽ có gió mạnh dần lên mức cấp 5, cấp 6, sau tăng lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, cùng với đó là sự xuất hiện của mưa bão. Trở lại với diễn biến thời tiết trên đất liền, trong ngày và đêm nay, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Đà Nẵng, Quảng Nam vẫn sẽ có mưa dông nhiều nơi. Trong đó, ở khu vực từ Nghệ An trở vào đến Quảng Trị, lượng mưa sẽ lên tới 200-300mm, có nơi trên 400mm. Khu vực Thanh Hóa và Thừa Thiên Huế, lượng mưa từ 100-200mm. Các tỉnh của miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, ngưỡng nhiệt từ 26-29 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trong khi đó, ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ từ 30-33 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên nằm ở rìa phía nam của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió Tây Nam, cường độ từ trung bình đến mạnh nên trong ngày hôm nay, hai khu vực này tiếp tục có mưa nhiều nơi, với nhiều điểm có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm, với mưa dông khá chủ yếu tập trung vào thời điểm chiều tối. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ cao xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Về nền nhiệt, tại khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay phổ biến thấp dưới 30 độ, còn ở khu vực Nam Bộ ngưỡng nhiệt là từ 30-33 độ. Còn đối với khu vực Bắc Bộ, khu vực đồng bằng và ven biển nằm trong vùng tác động của gió đông và không khí lạnh đầu mùa, nhưng cường độ ảnh hưởng của gió đông yếu nên trong ngày sẽ có mưa nắng gián đoạn. Riêng ở vùng ven biển, Thái Bình và Nam Định có điểm mưa to trên 50mm. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ không có nơi nào vượt quá 34 độ. Trên biển, hôm nay ở Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Và sau đây là dự báo thời tiết trong